Xin chào mọi người. Tả cha hảo. Bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 15, tương ứng với phần tiếp theo của bài 6 quyển 1. Đầu tiên là cách nói người nước nào, nguyên văn là nào nước người. Nả của rến. Nả. Nả. Của. Của. Rến. Rến. Nả của rến. Nả của rến. Bạn là người nước nào? Nǐ shì rén nǎ guó rén? Nǐ shì rén nǎ guó rén? Bố bạn là người nước nào? Nǐ bà bà shì nǎ guó rén? Nǐ bà bà shì nǎ guó rén?